Hello mọi người, lại là mình đây nha mọi người. Hôm nay là chạy xuống nhà con em nha mọi người. Để mình trong sổng nước ở quê mình nha, ở Bình Định mình nha mọi người. Bây giờ mình chạy xuống Thánh, nhà con em mình, đó mình trong sổng cho các bạn coi nha mọi người. Thôi bây giờ là mình chuẩn bị mình lên xe mình đi nha mọi người. Rồi các bạn hãy theo chân mình đỡ mình đi xuống Thánh nha mọi người. Rồi let's go. Mưa đã rơi cánh hoa uốn tàn, người bước đi khi nhìn mình đi chờ.
này quê ta quá chịu chơi, tiếng nổ vang ai đám cưới qua mời, thì khăn đóng áo dài đi nhậu kén mừng cô sáu đầu xuân thêm chú rể. Bên gia đình anh tám có cô dâu, hai ông bà hạnh phúc hết như nhau, hai trẻ đẹp đôi thì cô chú cũng đẹp lòng. Đây là mỗi mùa mỗi năm mọi nước của mình anh em mọi nước lớn lên là ở đây là trống sỏng trống đồ này, giờ đi vô nhà con em mình chứ ngoài ra là không có cái thớ nào mà đi, không có thớ nào mà đi xe được mọi người, thì nó nước nó lên phải mặt nước ở trụ điện này. Bây giờ hiện tại nước ở trên mình nó rút rồi, nhưng mà trước nhà em nước vẫn còn lớn mọi người. Khi mình quay ra mà mọi người xem nhưng mà đi rất là nguy hiểm, không biết là nó có hồi giờ mình không có đi tuyến đường này, không biết nó có bị chập thành chập khói gì không, nó có bị té xuống nước không này. Ở dưới này là hình như nhà ai cũng hơi có cái sóng này nha mọi người, ai có sóng nha đó mà mình tránh mình đi nha mọi người. Đây là caramel men của mình nha mọi người. Caramel men chuẩn bị kèo mình đây nha mọi người. Kèo mình ra cái con sông này lớn lắm. Không biết kèo có ổn nha. Thấy cũng nghi lắm mọi người. Ông ổn suốt ngày thật đáng chê. Mọi người lại là mình đây nha mọi người, mình đang chèo thường sống sống đi về nha mọi người. Đây sau đây là một cái đại dương lớn nha mọi người, phía bên này nè mọi người, đại dương lớn bây giờ là cậu cháu mình đây chèo xuồng sống sống về nha mọi người. Miền Trung thương nhớ, thương lắm miền Trung ơi, nắng cháy tơi bời lũ lụt triền miên, mưa bão sông về mái nhà đổ nghiêng, tàn tác cỏ bay đồng xanh cây trái giờ trắng xóa như dòng sông. Gào trong gió chiều lênh đênh, áo rách tà tơi, quần xăn quá gối, ôi thương quá người miền Trung. Một đời xeo neo, một đời luôn cơ cực, khi bát cơm chưa đầy, từng trang giấy trắng em mơ ngày đến trường nay đứng nhìn theo lũ chuông. Thiên tai rồi lại thiên tai, dồn dập về miền Trung như chút hết lên phận nghèo. Mẹ già ngồi co ro đôi mắt thâm sâu thẫn thờ, nghe nhau nhắc gọi nhau
mà lòng mẹ thêm đau. Cầu mong cho trời sáng nhìn thấy đứa con mình, mẹ thầm hỏi trong đêm, giờ này con nơi mô mà sao nó chưa thấy về. Màu sao? Màu trắng. Không, đường đây, đường đây là trắng mọi người. Biết bao nhiêu em nó trắng nên mình phải đi lui nha mọi người. Người ơi xin đi chiều qua chiều lại cho ở đâu? Sáng tay đôi miền trung, đau thương sẽ không còn. Chiều mấy ngày hết còn lại. Sông bão tan rồi tháng ngày. Ôi, cháu gái cũng ngồi im đó. Đỡ cậu la. Nói hết làm sao. Miền thương yêu sau đây khúc ruột tiên. Lòng người bao la. Anh chèo vô bụi tre là mọi người quên. Cho dấu xa muôn trùng, tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng về biển Trung. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng. Cho dấu xa muôn trùng, tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng về biển Trung. Đừng buồn mẹ ơi, đừng khóc than vô vọng. Cho dấu xa muôn trùng, tình Nam nghĩa Bắc chung nhau một tấm lòng luôn hướng về. Nửa thằng ngừ à? Nửa thằng ngừ quá tí rồi. Vô má ơi đừng giả không sợ. Chim kêu mà vương hú. Biết nhà má chùa lên ấn á. Xuân lên ấn tự á.
bỏ sầu lui ra
đi về quay quăng về đây quăng về luôn quay 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 cắn cành nhanh quá. Chút nữa con gì giờ con mới thấy. Con mới thấy được giờ con chưa thấy đâu. Ngồi yên á, ngồi yên đó đó. Rồi anh này mọi người. Anh tóc nãy giờ chưa que được cái bù cây mọi người ạ. Đưa 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 em chóng ngược lại cho đây ra. Chỗ đây có bờ em chọc ra. Đưa em chọc cái bờ đây ra. Đưa ra cậu Úc điện thoại gọi cậu bé. Quê tôi Sóc Trăng đã bao đời dầm mưa dài nắng đổi lấy chén cơm thơm ngọt như sứ mẹ mắt cháu nha đời trong vòng tròn gọi là trống mạch luôn á. Peridol nào chiều giờ uống biết bao nhiêu giờ mọi người biết không, chiều giờ gần cái chí rồi á chứ không phải. Đây cái vòng tròn đây mình xây sắm thì giờ đây trống trống mạch cho mọi người. Còn ai thấy giống mày không biết Chu không thấy vậy còn quen rồi. Còn quen cũng giống gì trong vàng tròn còn quen rồi nha. Thấy cái gì đó con thấy không thấy mọi người đang bơi thường bơi xuồng bơi nghe đi dùng nước đây làm mọi người nói anh kè nó nhẹ, thứ nhất nó nhẹ nữa, nó nhẹ rồi mình đây mình nặng gì đâu, mình nặng quá trời luôn, quá nặng nha mọi người. Đây, chim này nha mọi người, đây én nó bị. Ông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt ôm dòng phù sa. Đường qua trường Khánh có người bạn qua, tôi trẻ tôi hiểu ta lư thiền. Về đây tâm thăm người bạn Khmer, nghe hát dù kê và điệu múa lâm thôn. Sóc xa bãi bòn, tàu na bòn, tàu na bòn. Đầy quê hương Sóc Trăng lũy tre làng hàng giữa rợp bông. Dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng. Đây không biết Caramel có que được cái đoạn đây ngoài sao Caramel cứ ủi ôi.